This mess was one block. The handy from nomination number. Nói đến bây giờ em được huy chương vàng thì cảm thấy rất là vui ạ, xúc động ạ. À, trận tranh bạc thì em đã gặp chủ tập về chân thương của bố ạ. À, và đến trận tranh vàng thì gặp khó khăn là bố em đã bị sưng lên ạ và rất là đau. Nhưng mà vì một cầu sắc áo em đã bó chân lại và theo chiến thuật đánh của ban huấn luyện đề ra nên là đã cố gắng hết sức để theo chiến thuật của ban huấn luyện đề ra là em đã không sử dụng đến chân của mình ạ và em chỉ sử dụng đòn tay ạ và đã đạt được huy chương vàng. Đối với Covina của em là kẹp đường chân số 3 là sẽ được nhiều điểm và an toàn nhất thì em đau chân nhưng mà trong đầu em chỉ nghĩ vào đánh với đối thủ bạn thì bạn giật phản rất là nhanh, còn em thì chân bị đau thì em ập vào thì chân nó sẽ rất là đau nên là em căn bạn là để em kẹp đường chân số 3 của bạn nhưng mà hai lần kẹp của em đều bị trượt ạ và huấn luyện viên của em, hai huấn luyện viên của em đã bảo em là dừng lại đánh đầu chân số 3 nữa vì chân của em đang sưng lên nên là hai huấn luyện viên của em đã trao đổi với nhau và cho em bài tập đánh hợp lý là đánh tay ạ. Em muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ đã luôn ủng hộ và luôn động viên cho em, những lúc em ngủ trí muốn bỏ thì ba mẹ là người cổ vũ.